xem một cái vườn cây được trồng để chuẩn bị nhân giống. Đây là vườn ươm của những cái loại cây như là tắc, ổi, rồi vú sữa. Như ta thấy đã trồng mỗi loại một cây nè. Một cây này là ổi ruby, rồi tới cây tắc, rồi lại cây ổi ruby tiếp. Và cái này trồng để chiết nhánh nha, chứ không ai trồng lấy quả mà lại trồng gần nhau như thế này. Mỗi cây cách nhau chỉ khoảng 1 mét đến 1,5 mét thôi. Còn bên này thì là tắc và vú sữa. Một cây tắc, một cây vú sữa, cách nhau 1,5 mét một cây. Nhưng mà trồng khít như thế này thì nguyên nhân là khi mà chiết nhánh rồi thì cây nó sẽ không có phát triển và nhanh được. Lúc đó nó chỉ dành cho chiết nhánh mà thôi. Và với cây tắc thì chiết, còn cây vú sữa thì sẽ ghép. Như cây vú sữa này cũng là cây ghép nè. Rồi các bạn mà cần mua sỉ cây giống thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0356 135 729. Và chúng tôi tự nhân giống cho nên chúng tôi bán sỉ. Giá nó sẽ mềm hơn rất nhiều so với những người bán lẻ. Rồi như vậy là các bạn vừa xem một cái vườn ươm để nhân giống của chúng tôi. Vườn ươm này thì nó diện tích khoảng khoảng gần 8 công, khoảng 7 công. Đó, 78.000 m2. Chỉ dùng để nhân giống và không có lấy trái. Còn bên này thì còn có mận nữa nè. Cũng chỉ cho nhân giống thôi.